Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Sao Hoa, kênh cập nhật tin tức về các ngôi sao showbiz. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Trên Weibo, để ủng hộ các minh tinh thì người hâm mộ đã vào siêu thoại mang tên thần tượng của họ để đăng ảnh video và cập nhật thông tin mỗi ngày để tăng tương tác cho siêu thoại. Càng có nhiều fan thực hiện điều này, ngôi sao đó càng sở hữu lượng fan hùng hậu. Dù sở hữu lượng fan đông đảo nhưng cũng không chất lượng bằng việc bạn sở hữu fan cứng đâu nhé. Họ tích cực cày số liệu, cày view, cày thành tích, tạo chủ đề cao ngất ngưởng để thần tượng mình được mát mặt, không phải chịu thua kém với những minh tinh khác. Và mới đây nhất thì blogger đã điểm lại top 20 sao nữ showbiz sở hữu lượng fan cứng nhiều nhất trên Weibo. Hạng 1, Địch Lệ Nhiệt Ba. Đứng ở vị trí số 1 không ai khác chính là Địch Lệ Nhiệt Ba với lượng fan cứng đông nhất, lên đến 31.782 fan trong bảng xếp hạng được thống kê mới đây. Vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch, Nhiệt Ba xếp ở vị trí đầu bảng. Thời gian qua, cô nàng nổi đình nổi đám với vai diễn Kiều Tinh Tinh trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Địch Lệ Nhiệt Ba thu về một lượng fan lớn nên dẫn đầu trong bảng xếp hạng cũng là điều dễ hiểu. Chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, nói về số lượng fan đông đảo hay về vấn đề fan cứng thì hầu như Địch Lệ Nhiệt Ba không có đối thủ cạnh tranh. Phải biết rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đang là nữ lưu lượng hàng đầu của lứa 90 tại Cbiz, cho nên việc lọt vào vị trí quán quân cũng không quá bất ngờ. Hạng 2 và 3 thuộc về Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch. Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch hiện là hai cái tên cực hot trong giới giải trí Hoa ngữ. Hai mỹ nhân được biết đến là những diễn viên có tài lẫn sắc và là hai tam nương liều mạng của Cbiz suốt nhiều năm qua. Điểm chung của cặp sao nữ này là đều sở hữu cho mình lượng fan hùng hậu và chất lượng hàng thật giá thật. Tuy nhiên thì Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh là cặp kỳ phùng địch thủ của làng giải trí xứ Trung. Không chỉ vậy thì fandom của hai nhà luôn gây chiến với nhau trên khắp các cõi mạng xã hội. Cả hai đều là tiểu hoa đán thế hệ 8X đình đám của Cbiz, sở hữu nhan sắc và loạt bộ phim hot đạt tỷ suất rating cao. Điều đáng nói thì Dương Mịch được cho là tình cũ của Phùng Thiệu Phong, chính vì vậy cả hai bỗng trở thành tình địch. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều lớn lên trong một hoàn cảnh rất khác biệt, nhưng điểm chung giữa họ chính là có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Đây là điều rất đáng trân trọng. Hạng 4, 6 và 8 thuộc về Ngô Tuyên Nghi, Mạnh Mỹ Kỳ, Dương Siêu Việt. Ngô Tuyên Nghi, Mạnh Mỹ Kỳ, Dương Siêu Việt lần lượt với thứ hạng 4, 6 và 8. Lượng fan hâm mộ của bộ ba hỏa tiễn Ngô Tuyên Nghi, Mạnh Mỹ Kỳ và Dương Siêu Việt luôn ở trong tình thế không phân thắng bại. Hạng 5 thuộc về Dương Tử. Bị Địch Lệ Nhiệt Ba bỏ xa thứ hạng, Dương Tử chễm chệ ở top 5. Xét về lưu lượng của ngôi sao Hương Mật Tựa Khói Xương không thể so với Địch Lệ Nhiệt Ba được, nhưng cô nàng lại có lợi thế là fan nhà rất hăng hái trong cuộc đua thành tích. Xếp ở vị trí thứ 7 sau nữ có lượng fan cứng là Lý Vũ Xuân với 10.757 fan. Tiếp sau vị trí thứ 9 là Tống Thiến với 10.415 fan và đứng ở vị trí thứ 10 Cúc Tịnh Y với 9.469 fan. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Top Sao Hoa. Để không bỏ lỡ những tin tức mới và hot nhất thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất và nhanh nhất có trong ngày bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.